Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã khuyến cáo bệnh sốt xuất huyết xảy ra gồm 3 mức độ khác nhau là sốt xuất huyết, sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo và sốt xuất huyết nặng. Sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo gồm các triệu chứng lâm sàng đã nêu trên và kèm theo các dấu hiệu cảnh báo như vật vã, lừ đừ, ly bì bệnh nhân có triệu chứng đau bụng vùng gan hoặc ấn đau vùng gan, gan to trên 2 cm nôn nhiều, xuất huyết niêm mạc đi tiểu ít. Sốt xuất huyết nặng xảy ra khi người bệnh có một trong các biểu hiện thoát huyết tương nặng dẫn đến tình trạng sốc giảm thể tích hay còn gọi là sốc sốt xuất huyết, có ứ dịch ở khoang màng phổi và ổ bụng nhiều, có dấu hiệu xuất huyết nặng và suy tạng. Sốc sốt xuất huyết có biểu hiện suy tuần hoàn cấp thường xảy ra vào ngày thứ ba đến ngày thứ bảy của bệnh với các triệu chứng như vật vã, bứt rứt hoặc ly bì, lạnh đầu chi, da lạnh ẩm, mạch nhanh, nhỏ, huyết áp kẹt, hiệu số huyết áp tối đa và tối thiểu bằng hoặc dưới 20 mm thủy ngân, tụt huyết áp hay không đo được huyết áp, số lượng nước tiểu ít. Sốc do sốt xuất huyết lại được chia làm hai mức độ để điều trị bù dịch gồm sốc xuất xuất huyết có dấu hiệu như suy tuần hoàn, mạch nhanh, nhỏ, huyết áp kẹt hoặc tụt kèm theo các triệu chứng như da lạnh, ẩm bứt rứt hoặc vật vã, ly bì và sốc sốt xuất huyết nặng, có dấu hiệu sốc nặng, mạch nhỏ khó bắt, huyết áp không đo được. xuất huyết nặng đều biểu hiện triệu chứng chảy máu cam nặng nên cần nhét gạc vào vách mũi để cầm máu, bị rong kinh nặng, xuất huyết trong cơ và phần mềm, xuất huyết đường tiêu hóa và nội tạng thường kèm theo tình trạng sốc nặng, giảm tiêu cầu, thiếu oxy và toan chuyển hóa có thể dẫn đến suy đa phủ tạng và đông máu nội mạch nặng, xuất huyết nặng cũng có thể xảy ra ở người bệnh dùng các thuốc kháng viêm như acetin acid, aspirin, ibuprofen hoặc dùng thuốc corticoid. Bệnh nhân có tiền sử loét dạ dày, tá tràng, viêm gan mạn tính. Lời khuyên của thầy thuốc, hiện nay bệnh sốt xuất, huyết chưa có vaccine để phòng bệnh và thuốc đặc trị để điều trị diễn biến lâm sàng với triệu chứng bệnh lý khá đa dạng và chuyển biến nhanh từ nhẹ sang nặng. Mức độ bệnh tiến triển từ sốt xuất, xuất huyết thông thường sang sốt xuất, xuất huyết nặng không lường trước được. Vì vậy, phòng bệnh chủ yếu là kiểm soát được hoạt động của mũi truyền bệnh sốt xuất, xuất huyết như tránh mũi đốt kể cả ban ngày, diệt bò gậy, mũi loang quang, mũi và mũi trưởng thành bằng tất cả các biện pháp hiệu quả khả thi, đồng thời thường xuyên vệ sinh cảnh quan môi trường sống để loại bỏ các ổ nước động là điểm sinh sản của muỗi ở trong nhà và ngoài nhà. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh sốt xuất, xuất huyết, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị phù hợp. Trong 3 đến 4 ngày đầu, bệnh nhân có thể điều trị ngoại trú tại nhà ăn, ăn lỏng dễ tiêu, uống nhiều nước, nước orison hoặc sữa, nước hoa quả, uống thuốc hạ sốt khi sốt cao trên 38,5 độ C. Bệnh nhân tay khám theo hẹn và nhập viện điều trị khi bệnh nhân có các dấu hiệu cảnh báo hoặc theo tiên lượng của bác sĩ để phòng có những biến chứng nguy hiểm. Trên trang sức khỏe và đời sống, một đánh giá mới đây của các nhà khoa học Anh và Brazil cho biết, tập thể dục có thể giúp ngăn ngừa trầm cảm và điều trị các triệu chứng của bệnh này. Trên trang sức khỏe và đời sống, một đánh giá mới đây của các nhà khoa học Anh và Brazil cho biết, tập thể dục có thể giúp ngăn ngừa trầm cảm và điều trị các triệu chứng của bệnh này. Theo các nhà khoa học, tác động tích cực của hoạt động thể chất đối với sức khỏe tâm thần có thể là do tập thể dục sẽ giúp giảm viêm, bảo vệ sức khỏe tế bào và giúp tái tạo các tế bào não. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe nên thêm tập thể dục vào danh sách khuyến nghị để điều trị trầm cảm và hỗ trợ hướng dẫn bệnh nhân trong việc xác định, thực hành các hình thức tập thể dục phù hợp. Quý vị và các bạn thân mến, người bị hoa mắt chóng mặt nên và không nên ăn gì sẽ là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn mục thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây thân ái chào tạm biệt